một đống alphabet nha. Tôi tự hay tự lọt luôn. Đầu tiên sẽ là nhiệm vụ ở shop alphabet, lấy những thứ cần thiết và tiến đến đảo alphabet. Tiếp theo đó chính là đấu trường alphabet, và cuối cùng đó chính là alphabet exe. Đó, rất là nhiều thử thách để chúng tôi có thể vượt qua, cho nên là bây giờ tụi mình bắt đầu thôi. Và đây là một lớp, cho nên là đập ơi, đúng rồi, đúng rồi, chỗ đó đó hình như đen gỗ, đen là gỗ, đúng rồi. Cái gì vậy? Đừng có kiệm của một người nha. Chơi một block là không nên đứng lên cái chỗ đập block. Đúng rồi. Ok, vậy thì đứng chỗ khác. Đào nè, đào, đào qua đây, qua đây. Có dưa hấu rồi nè, có dưa hấu rồi nè. Này là cục kìa, này là cục gỗ nè. Đang đào cục gỗ nè. Đầu tiên chắc là tụi mình phải qua cái shop alphabet mình xem thử xem là ở bên đó có cái gì nha. Chứ bây giờ tụi mình tay không đi chiến đấu mấy cái thử thách này thì hơi khó luôn á. Trời ơi, đúng rồi, hợp lý á. Đường đi qua bên đây các bạn ơi, cái shop nó nằm bên đây nè. Biết được hả ghê vậy? Biết chứ, trời ơi, đâu có mù đường đâu. Thôi tự nhiên tôi đào cái lụm được cái gì nè. Cái gì vậy? Cái đồng xu nè. Ồ, đâu à? Đồng xu level 1. Wow, vậy là tụi mình có vậy. Được level 1, tụi mình đã vượt qua level 1 rồi đó. Ôi, dễ. Vậy là tụi mình phải lấy đồng xu này mình qua chỗ shop mình mua đồ này đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Chắc chạy á, đi qua bển đi. Ok, đây, đây, bây giờ mình sẽ cứ đặt block nè. Đã bật rồi á. Tôi đặt đi. Đó, tôi đặt xịn chưa? Xịn không? À, sao xịn thế? Sao mà fail vậy trời? Dạ. Ok, làm lại nè. Đó. Làm lại gì? Qua tới luôn rồi, làm lại gì? Ủa? Qua tới luôn rồi hả? Đúng rồi. Rồi, ok. Bên đây có gì nè? Đây chính là shop alphabet đó các bạn ơi. Vậy là bây giờ mình level 1 đúng không? Vậy là chỗ này nó được mở ra nè. Level 1. Ở đây mình có 8 đồng xu hả? Ôi, vậy là mình có thể mua được 2 bộ luôn á. Bộ thôi, mình sẽ mua bộ đồ màu xanh dương. Tôi mua bộ đồ màu đỏ nha. Tôi mua bộ đỏ nha. Tôi mua màu vàng cho. Rồi, tôi mua bộ đồ màu xanh dương tại vì tôi thích màu xanh dương các bạn ơi. Ồ, được rồi, mặc bộ đồ vô thử đi. Mặc bộ đồ vô được thôi. Rồi, bây giờ tụi mình sẽ mặc bộ đồ vô thử nha các bạn ơi. Wow! Ui, được rồi nè. Tụi mình trở thành chữ cái alphabet rồi nè các bạn ơi. Wow. Đúng rồi, tôi là chữ cờ nè. Tôi chữ A nè. Tôi là chữ B, nhưng mà một vấn đề là tôi bay được rồi mọi người. Bảo vậy. Nhưng mà giờ bạn biết bay à, dẫn cho tôi ra bên kia đi. Đúng rồi. Mấy người không đặt block đi đi, tôi bay thì tôi bay một mình thôi chứ. Rồi, miếng mà. Rồi, chở qua đây. Rồi, ok, giờ thôi tôi sẽ chở mấy người qua. Lên. Rồi. Rồi, chúng ta sẽ đi qua cái đảo alphabet trước nha. Chúng ta về đảo trước. Ok, đúng rồi. Đúng rồi. Đi vô nào mọi người ơi. Đây. Ê, nghe nè mấy ông ơi, tôi vẫn bay được nè. Ủa, gì thôi vậy? Một cái này khó lắm hay gì? Sao hai ông bị gì vậy? Đi nó khó lắm á. Rồi, từ xuống đi, xuống đi bộ chung nè. Rồi, bấm đi. Đây. Rồi. Cố lên nha Nami, đừng chết đi nha Nami. Thôi, bây giờ đi từng người nha. Hồi nãy đi một đám cho nên chả thấy gì hết trơn. Bây giờ đi từng người, tôi đi trước cho. Thấy chưa kìa, tàu ghen lì nè. Ê, để tôi đi trước cho. Tôi đi trước nha, hai người nhớ cổ vũ tôi nha. Đi trước đây. Có lên. Có lên. Trời ơi, sắp qua được rồi. Tôi sắp qua được rồi á. Thôi, tôi qua đây. Tôi bay qua đây nè. Sao mà đó được. Lên nè. Tôi bay qua, còn hai ông tự lực cánh sinh đi. Rồi luôn. Được rồi, bây giờ tới tôi nè, đây nè, đó, kỹ thuật. Ồ, là chọn gì vậy ta? Cần câu cá. Cần
câu cá. Cần khẩu cá. Là tụi mình phải gấp mấy alphabet cho chữ ơi. Em ăn hả? Ê kìa, gấp được chứ tại. À đồ. Ôi. Bây giờ tụi mình phải gấp chữ cho chữ F ăn rồi các bạn ơi. Vô nè, một chữ, hai chữ. Ôi gấp hai giờ, hai giờ. Gấp hai giờ. Tôi gấp ở ngoài không à. Chữ. Ê, ủa? Gì vậy? Nó bị phá vậy? Sao mà tôi gấp khó quá à? Ủa, đừng gấp chứ sao? Tôi gấp cái bài nhảy qua luôn không à. Chứ nó không có chữ được. Chữ U nè. Ôi, lại vô luôn kìa. Vô nè chữ K. Khánh nè, chữ K là chữ Khánh nè. Vô đi. Từ từ, cái hướng này được là cái hướng này để tôi gấp chữ A cho. Trời ơi, kéo chữ kia nó vậy. Kéo qua, kéo qua đi, kéo qua đi. Trời ơi, trời ơi. Lọ chữ nó bay ra. Trời ơi, mẹ ơi. Sao đi phá quá à. Đi đi xuống dưới hướng vậy. Ông rồi á. Ồ, ê, tụi mình hoàn thành level 2 rồi nè. Yeah. Ôi, nghe, đi về mua đồ thôi. Cái tay tụi mình có su level 2. Wow. Thôi, đi về mua đồ. Đi về mua đồ thôi các bạn ơi, đi thôi. Đây, đây. Mình biết là thành người rồi các bạn ơi. Ê, trong đây có gì vậy? Đây là hai có gì vậy? Kim A, Kim B và súng C. Ôi mẹ ơi. Ồ, đã vậy. Mọi người nha, tôi mua cho mọi người mua nha. Mua mua giùm mày, mua giùm mày. Mua đây, mua đây. À, Kim nè. Và cả cái súng. Ôi, cái gì vậy? Tôi nghĩ á là tôi màu vàng cho nên là tôi sẽ sử dụng cái súng nha. Tôi đem phần đồ màu vàng nè. Anh vậy hả? Làm được cái gì ta? Ê. Ê. Đúng nha. Ba vậy. Cái này xịn quá à. Được được được. Khi bay nè, sầu riêng lấy màu xanh đi cho giống sầu riêng. Được rồi, để coi coi. Xịn như trời. Kiếm cho hai chi nè. Hai chi là một con đó nè. Cho một cái kiếm nè. Kiếm 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 nè. Ôi. Ôi cái khiên này nó được vậy hả? Đúng rồi, không ai đi vô đây được luôn á. Con quýnh thử đi, quýnh thử đi. Làm gì quýnh được. Ok đi thôi. Được rồi, chúng ta sẽ tiếp tục tiến đến đấu trường alphabet nha. Đây thôi. Đúng chúng rồi, ta nhanh có lên, vũ nhanh khí lên. Hết rồi các bạn ơi. Chúng ta sẽ không cần lo đây. Nữa. Đúng đúng. Sao mình đã sẽ đặt méo xẹo vậy. Chúng ta đi đi đường vòng cho nhanh. Ê sao hai con người này rảnh quá. Ok được rồi, nhanh lên nè. Vô thôi. Vô. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Đấu trường. Đấu trường. Wow. Wow. Nếu như đấu trường như thế này thì tụi mình chia ra đấu đi nha. Nếu như ba đứa cùng đấu thì nó có hơi mình hơi mạnh á. BBB à? Đâu em đâu đâu BBB à? Đấu với ai nữa trời? Đây là để tôi sẽ là người đấu cuối cùng. Say the best last. Tôi là chủ video này, tôi sẽ là người cuối cùng. Chụm cuối thử. À tôi đấu trước. Ok, chúng ta đi đấu trước nha. Hai chị chuẩn bị chưa? Ok rồi. Ba, hai, một, bắt đầu. Ai là người ra vậy? Ngồi dưới đây. Ôi, chữ H. Hai chị luôn tên 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 hai chị luôn kìa. Một hit nè. Hai hit nè. Nằm nè. Cái này chữ Z hả? Ôi, chữ Z, Z cái bạn ơi. Chữ Z có lên. Chữ Z.
cây súng luôn hả?